kéo đúng vào mép này đúng không? Đó, mình đặt bánh này, xiên nửa bên này, xiên nửa cái này thì nó đặt ở đúng giữa. Đấy. Đúng chưa? Gấp này, từ bên đây này, mọi người này, đẩy căng mà. Gấp cái phần này thì nếu mà mình đẩy vào luôn thì nó lại thừa ở bên này, mình gấp một nửa nó vào xít vào đây. Sau đó mình này, tiếp tục này, cầm cái tay ở đây này, mình kéo căng ở bên này nó vào. Cầm cái tay bên này, mình đưa vào đây. Cầm kéo căng nó vào đây. Đây. Gấp này, gấp một gấp ấy nó vào đây. Gấp cái miệng nó vào đây. Đây, hần vào nửa này một chút. Đó, tiếp tục này, lấy cái này này, lấy cái phần này kéo kéo căng nó vào.